8 loại thực phẩm giúp cung cấp năng lượng cho phổi hậu Covid. Giữ cho lá phổi khỏe mạnh là một điều rất quan trọng, nhất là trong đại dịch Covid cũng như là tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay. Dưới đây là các nhóm thực phẩm lành mạnh hãy tăng cường bổ sung để tăng cường sức khỏe cho phổi. Thứ nhất đó là hãy ưu tiên bổ sung các loại rau củ có màu đỏ, cam, vàng bởi vì chúng giàu chất carotenoid. Đây là một chất chống oxy hóa rất là tuyệt vời. Thứ hai đó là nghệ. Nghệ được biết đến với đặc tính chống viêm cao, vậy nên hãy sử dụng nghệ chung với hạt tiêu đen để bổ sung chất curcumin. Thứ ba đó là củ dền. Trong củ dền thì giàu chất nitrat, carotenoid, vitamin C và magie. Ở trong đó thì chất nitrat sẽ có tác dụng đó là thư giãn mạch máu và tối ưu hóa việc hấp thu oxy. Thứ tư đó là tỏi. Ở trong tỏi thì giàu chất acylin. Đây là một chất có đặc tính kháng viêm cao. Thứ năm đó là omega 3. Ăn các loại cá biển béo và uống trực tiếp viên omega 3 là cách tốt nhất để bổ sung nhóm chất béo này. Đây cũng là một nhóm chất béo có lợi cho phổi. Thứ sáu đó là đường chưa qua tinh chế. Hãy ưu tiên sử dụng đường chưa qua tinh chế thay cho đường trắng sẽ tốt hơn cho sức khỏe, bởi vì đường chưa qua tinh chế sẽ có tác dụng làm sạch tự nhiên và đặc biệt rất là tốt cho những ai sống ở trong môi trường ô nhiễm. Thứ bảy đó là can thảo. Can thảo sẽ có tác dụng đó là giảm triệu chứng của bệnh hen suyễn và cũng giảm ho. Và cuối cùng đó chính là gừng. Hãy thêm gừng vào trong tất cả mọi món ăn thức uống mà chúng ta có thể thêm vào. Ở trong gừng thì giàu một chất có tên đó là astaxanthin. Đây là một chất có tác dụng chống viêm và chống virus.